Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người biết được một số tiến độ mới nhất của dự án Zygai Nhà Bè. Và hôm nay Phước Sửu sẽ review, đánh giá, phân tích ưu điểm và nhược điểm của dự án Zygai Nhà Bè. Trước tiên thì cùng với Phước Sửu phân tích được cái nhược điểm trước nha quý anh chị. Nhược điểm của dự án Zygai Nhà Bè đến thời điểm hiện tại đó là vẫn còn nhiều dây điện cao thế 220 kV, 110 và 500 kV đi ngang qua dự án. Làm như vậy thì cư dân ở đây cảm thấy khó chịu và cảm giác mình sống trên một cái nỗi sợ hãi trên cái đường dây điện. Cái nhược điểm thứ hai của dự án hiện tại nằm nơi một vùng ven, nơi mà gọi là vùng trũng của bất động sản, và hiện tại mức giá của dự án chỉ bằng 1/3 so với Phú Mỹ Hưng, bằng chỉ 1/2,5 đối với những cái vị trí như Him Lam của quận 7. So vậy thì dự án này còn khá vắng, chưa nhiều người vào ở, và hiện tại dự án này thì tỷ lệ nhận nhà vào làm nội thất chỉ khoảng 15-20%. Và nhược điểm thứ ba đó là cái vấn đề kẹt xe và di chuyển từ quận 7 và tất cả các quận trung tâm về dự án Zygai Nhà Bè có phần khó khăn. Nhược điểm thứ tư mà Phước Sửu muốn phân tích đến quý anh chị đó là pháp lý của dự án Nhà Bè hiện tại chỉ là hợp đồng mua bán, chưa có sổ hồng cầm tay. Và nhược điểm thứ năm mà Phước Sửu đang giới thiệu quý anh chị là ở đây là chỉ bán nhà không bán đất và được xây theo một khuôn mẫu nhất định, không có được sửa chữa hay là cải tạo phần bên ngoài của dự án. Nhược điểm thứ sáu là chỉ có những ngân hàng như Vietcombank, BIDV là những ngân hàng lớn của Việt Nam hỗ trợ cho vay dự án, còn những ngân khác thì hiện tại chưa được phép hỗ trợ cho vay. Và nhược điểm thứ bảy là đa số tất cả những cư dân ở đây mua vào dự án là mua đầu tư, không phải là cư dân vào ở, nên dự án chậm tiến độ về bàn giao nội thất và cư dân vào ở kinh doanh và về sinh sống tại nơi đây. Nhược điểm thứ 6 là từ cái vị trí của dự án đi đến những quận trung tâm còn khá xa và những cái cơ sở hạ tầng chưa được phát triển nhiều. Đó là Phước Sửu đã phân tích những cái nhược điểm cho quý anh chị nắm rõ. Và bây giờ mình đi qua cái ưu điểm để khắc phục những cái nhược điểm như vậy ha. Nói về cái mẫu nhà ở đây thì khá đẹp rồi quý anh chị ạ. Một cái mẫu nhà theo một phong cách thiết kế của châu Âu bán cổ điển, và tất cả những cái căn xây dựng giống nhau nên có một gam màu khá đẹp và được rất là nhiều khách trong và ngoài nước chọn ZF là một nơi đầu tư. Ưu điểm thứ hai về pháp lý, tuy nhiên chưa có hợp đồng nhưng mà hiện tại dự án đã có đầy đủ tất cả các loại giấy phép đóng thuế, ra hợp đồng từng căn, chuyển nhượng sang tên thì phải ra mua bán công chứng, khai thuế giống như một cái sổ hồng bình thường. Pháp lý của dự án khá chuẩn chỉnh. Và ưu điểm thứ ba đó là một tập đoàn khá lớn, GS Hàn Quốc là một tập đoàn nổi tiếng về xây dựng cơ sở hạ tầng đứng đầu về ở Hàn Quốc và đứng thứ 15 so với thế giới về công ty bất động sản xây dựng và xây dựng những công trình hạ tầng. Ưu điểm thứ 6 là quy mô tổng thể của dự án đến 350 hecta, gần bằng Phú Mỹ Hưng như quý chị, được trải dài hơn 2 cây số dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ và theo hình chữ nhật rất là đẹp. Ưu điểm thứ 7 là mức giá của Zygai Nhà Bè khá mềm,
là một nơi vùng trũng của bất động sản. Nếu quý anh chị có thể chọn lựa nơi đây là một nơi ở và nơi đầu tư an cư lâu dài, bởi vì mức giá khá thấp, chỉ bằng 1/3 Phú Mỹ Hưng, 1/2.5 so với Him Lam quận 7. Ưu điểm thứ 6 là tất cả những cái cơ sở hạ tầng đang dần hình thành xung quanh dự án Sài Gòn Nhà Bè. Thứ nhất là Phước Sửu nói về đường cao tốc Bến Lức Long Thành, gọi là tuyến đường vành đai 3, bắc qua Cần Giờ, bắc qua sân bay Long Thành. Những cơ sở hạ tầng như là tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ mở rộng, hầm chui Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long, cầu những cây cầu ở đường Lê Văn Lương đang hình thành. Và ưu điểm thứ 7 là tất cả ở đây được bảo vệ compound 24/24, rất an ninh do Savo quản lý. Và còn một ưu điểm gọi là hơn tất cả những ưu điểm khác là mức giá ở đây khá mềm, như Phước Sửu đã phân tích cho quý vị, là một tập đoàn cư dân tuyệt vời khi mà về ở nơi đây. Còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để nhận những thông tin mới nhất về dự án, để cập nhật những cái thông tin giá bán về Z Nhà Bè này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.